Tại bảng B Champions League, Manchester United có chuyến làm khách đến sân của Benfica. Với lực lượng vượt trội, Quỷ đỏ thành Manchester đã hoàn toàn kiểm soát thế trận. Có thời điểm đại diện đến từ Premier League dành tỷ lệ thời gian kiểm soát bóng lên đến hơn 70%. Tuy nhiên phải chờ đến phút 64, trong một pha đá phạt, quan sát thấy thủ môn Villa của Benfica dâng cao, tiền đạo Rashford quyết định tung ra cú sút thẳng mở tỷ số 1-0 cho Man U. Giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu, đội chủ sân Old Trafford đã có được 9 điểm sau 3 trận. Ở cặp đấu còn lại của bảng A, CSKA Moscow thất thủ 0-2 trên sân nhà trước Basel.